Con cũng lần đầu tiên con thấy một quả quả nó to như thế này á. Ở đây là có tất cả hay là bao nhiêu trái chú? Đây là khoảng 500 trái rồi đó. 500 trái? Cái trái này chắc là khủng nhất hả? Vòng tay ôm của bố luôn các bạn. Nó chiều dài là nó 2.5m. 2.5m. Đường kính 4 mấy á. Ông này mê bom mê đồ hơn mê vợ con nữa. Ông coi này quý lắm. Chú có lấy vào cái vàng của vợ nữ trang này kia đó. Wow. Rồi bắt đầu á mới đi bán. Hậu nó có cấp cực lắm. Tức là vì mê những cái trái như thế này mà chú lấy vàng nữ trang của vợ để mua cho bằng được á. Hồi đó nhà nghèo lắm. Dạ. Nuôi heo, nuôi đồ rồi gom rồi cái bán. Dạ. Bán để dành mua vàng rồi đằng cưới đằng đồ cái ông lấy hết. Ông lấy hết tiền. Ông lấy luôn. Mua vậy không có chịu. Dạ. Riết không nói riết phải đưa ông. Mình có buồn không? Ban đầu cũng buồn riết rồi cũng quen thôi. Cài có nhiêu đưa cho rồi để ông làm nhằn mặn nhằn ở Việt Nam này chắc không có tìm được một người đàn ông nào thứ hai mà mê bom như chú hả chú à? Có rồi. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Mỗi người trong cuộc đời thì có thú vui, có đam mê khác nhau. Người đàn ông này lại có một cái đam mê hết sức là kỳ cục. Kính thưa các bạn, đây là cổng vào. Như các bạn thấy ha, hàng loạt trái. Chú Lâm ơi, con lên một phát là con rất là ngỡ ngàng với cái tài sản bộ sưu tập có 102 của chú. Ở đây là có tất cả hay là bao nhiêu trái chú? Đây là khoảng 500 trái rồi đó. 500 trái? Cái trái này chắc là khủng nhất hả? Vòng tay ôm của bố luôn các bạn. Nó chiều dài là nó 2.5m. 2.5m. Đường kính 4 mấy á. Mua từ hồi giải phóng tới giờ là chỉ có một cái này duy nhất. Con cũng lần đầu tiên con thấy một quả nó to như thế này á. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng khám phá một vòng ha. Bộ sưu tập độc đáo của chú. Rồi, những cái trái này gọi là trái gì chú? Là kiểu bom heo. Heo? Bom heo. Như trái này là kiểu cá nược. Cá nược. Giống kiểu cá nược. Cái số mà tới 500 quả như đó là sưu tập là từ cái vùng này hay là từ đâu nữa? Ở đây cũng có rồi, mấy chỗ này kia, mấy chỗ Bình Long, Phước Long gần gần đây có cái chở vô. Mà nhiều quá thì chú lấy xe đi chở. Con nghe đồn là chú mua tặng bên Đồng Nai rồi. Có, nhiều lắm. Với cái gì ở miền Tây cũng có nữa, miền Quế chở vô nữa. Từ Quế người ta chở vào đây bán. Nhưng mà con đang thắc mắc là vì sao là chú lại có một cái đam mê nó lạ lùng như vậy? Thì hồi đó nó nhiều ý nghĩa lắm, để chia cho con cháu mình sau này thấy chiến tranh của ở mình ở đây mà Mỹ nó tàn phá vậy đó, thấy không? Mà bom của nó là hiện đại, thấy không? Mình thì súng đạn thô sơ, mình vẫn thắng, cái đó là ca ngợi đất nước mình, thấy không? Chắc là chú mà đi sưu tập nguyên một kho như vậy thì nó phải mất rất là nhiều thời gian. Thì cái quả đầu tiên mà chú sở hữu mà chú đưa về cái vị trí đó là cách đây bao lâu rồi chú? Chắc không phải 30 năm hả? Năm 82 cái này vô lắm. 82 lâu rồi, 4 mấy năm. Gần 40 năm. 40 năm rồi các bạn. Như vậy là cái kho này có 40 năm rồi. Nếu mà tư nhân làm như vậy thì có phải xin phép cơ quan chức năng không chú? Có chứ. Chú có giấy tờ hộp lê mà. Thì chú có nhớ là hồi đó là ở đâu mà có cái trái này không chú? Hồi đâu trong cái kia họ đánh xe bò hai chiếc. Một chiếc thì họ ràng cái đầu, một chiếc ràng cái đít chở ra. Hồi đó là cái trái này từ nào cũng có, rồi là chú có lấy qua cái vàng của vợ nữ trang này kia đó. Wow. Rồi bắt đầu mới đi bán. Hồi nó có cấp cực lắm. Tức là vì mê những cái trái như thế này mà chú lấy vàng nữ trang của vợ để mua cho bằng được á. Bán rồi với số anh em ta cho với mượn thêm. Giờ lâu quá cũng quên. Đi mượn tiền bạn bè để mua không? Mượn bạn bè cũng có cái đó khỏi nói rồi. Ở dưới cái đất Thanh Tiền này nói về chú mượn tiền là giỏi lắm. Bà nhà có thiếu mượn. Trời cái bán đã. Rồi cái về chưa nghe ai mà mượn tiền để mua mấy cái trái này. Ở Việt Nam này chắc không có tìm được một người đàn ông nào thứ hai mà mê bom như chú hả chú à? Có. Ví dụ là con đây, con là chủ cái quả này, con mới đào lên được. Rồi. Cái quả này rồi. Chú là người tới mua thì chú kiểm tra như thế nào để đảm bảo trái này nó sẽ an toàn cho chú? Chú có cái cây dài chú cọt. Cọt từ cái đít. Từ cái đít nó khoảng chừng 4-5 phân là đít nó dày. Là cứ đụng nó trống lóc là được. Tọt xuống là không đụng gì hết là ok. Thưa các bạn, ví dụ như là Phú nha. Phú nhìn như đây là Phú thích những cái trái này. Chú nói là mấy cái cối hạn như vậy mình sẽ biến tấu nó trở thành những cái bình để cắm hoa rất là đẹp. Cái trái mà xa nhất là chú mua từ đâu ạ? Ở ngoài Quế thì ví dụ như lâu lâu á gom cái họ chở vô. Chứ còn chú thì chưa có đi lấy xe ra ngoài. Như Bình Long, Phước Long hoặc ở miền Tây mấy cái chỗ dưới sắt nhiều á, chú cho xe chú ra chú lấy. Hoặc ít thì họ kêu xe lâu thì họ vô mình trả tiền người ta. Có lần nào chú phải là kỳ kèo trả giá tới lui hoặc là năn nỉ người ta muốn bán cho chú không?
cũng có người không muốn để. Mấy anh mà ngày xưa mà chiến tranh bộ đội đó, rồi cái trái này thả xem chết, cái mấy ảnh mua về, cái mấy ảnh để kỷ niệm. Rồi lâu lâu cái mấy ảnh chết, con cháu bán cũng khó. Có khi người ta muốn để thì người ta để. Còn có khi người ta muốn về cha mẹ chết rồi, cái họ dời nhà họ đi, cái họ cũng bán cũng có. Đủ thứ dạng hết nè, bị về đâu phải ít đâu. Có mấy trăm trái mà còn đủ thứ dạng hết. Người thì họ đi moi ra rồi họ kiếm, họ bán cũng có. Rồi người thì không muốn chưng, rồi sau này cái có một hai trái cái không mất công họ không bán lại cho chú luôn. Anh Long anh chỉ như trái này tên gì anh Long? Cái này heo á, nược. 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 Còn cục ngắn này là lu. 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 Ủa cái này giống là heo vậy? Heo nó bự hơn, nó khác. À. Là lu. Hai trái này thì trái nào nó phá mạnh hơn? Trái này là mạnh hơn, mạnh hơn cái này. Dạ. Đây là B52 anh thả. Dạ. À cái này là gọi là B52. B52 á. Nó thả đó. B52 anh thả đó. Này đi sâu. Dạ. Đi sâu lòng đất nó nổ phá lỗ lớn hơn. Dạ. Còn mấy này thì nó sát thương cao nhưng nó lỗ nhỏ. Dạ. Này hồi xưa là như nó phá hầm. Phá hầm. Phá hầm. Dạ. Để đi sâu để phá hầm. Còn mấy trái giống như trái pháo này thì nó phá gì vậy? Này pháo 105. Dạ. Chú trong những cái lần mà hàng trăm cái lần mà đi mua như vậy thì có cái lần nào mà giống như là chú tới cái bất ngờ mà phát hiện trong đó nó còn chất nổ không chú? Không, bởi vì trống mà chú dặn hết rồi, mua bán là người này nó qua nó lợi riết, cái ổng có lắm, yêu cầu trống ổng chứ không có, cái ông kêu công an tới. À. Có nhiều thằng nó không biết chở đây, tao đời thương công an, đều làm gì làm đi mà liền đâu liền, ý chú vậy đó con. À. Tức là bị gì á, tới nhà chú phải trống đàng hoàng, không thuốc không được nổ. Chú tử tới giờ là mấy chục năm rồi, chứ nếu có anh em tao cũng đâu có để coi chú yên gì đâu. Chứ chú nói con hiểu không? Con hiểu rồi, tức là kính thưa các bạn, như chú chia sẻ là chú chỉ là thu mua vỏ của trái này thôi. Còn ai mà bán cho chú mà chở nguyên đai nguyên kiện lại còn thuốc nổ trong đó là chú thư công an luôn á. Cũng ai cũng sợ, không dám bán trái còn nguyên zin cho chú đâu. Đúng. Dạ. Là mấy chục năm rồi phải không? Dạ. Còn ngày xưa đó, cách đây mấy chục năm đó, họ tháo đầu nổ mà bán thuốc nổ rồi đó. Dạ. Bộ đội được bắt hoài có nghe chứ gì. Dạ. Cái đó là nhiều lắm, nhưng mà riêng chú là từ ngày đó tới giờ chú không có vi phạm gì hết. Nếu mà chú tiền ai cũng mê, nhưng mà ngủ mà giật mình nghe chó mèo sợ công an tới là đừng nên làm. Từ nãy mấy chục năm rồi mà chú vẫn an tâm. Chú nói là cái bộ sưu tập chú rất là giá trị. Bây giờ hồi xưa là chú là phải là mượn tiền của mượn vàng của bà xã để đi mua. Bây giờ là để kiểm chứng lại cái lời chú, Phú sẽ tìm gặp bà xã chú hỏi thì có không? Hồi xưa có chuyện là chú đi lấy vàng ở nhà mà đi mua bom không? Để coi thử. Nói làm cái đồ bông mà. Dạ. Bông cứ á. Dạ. Lỡ luôn á. À bông cưới. Hỏi bà có biết. Đâu. Giờ, có đó, có bà xã đâu ta? Ừ, năm nay. À, cô có thể kể lại hồi xưa là nhà mình phải tốn kém như thế nào để chi trả cho những quả như thế này ạ? Hồi đó nhà nghèo lắm. Dạ. Nuôi heo, nuôi đồ đó, rồi gom rồi cái bán. Dạ. Bán để dành mua vàng rồi đằng cưới ăn đồ cái ông lấy hết. Ông lấy hết tiền. Ông lấy luôn. Mua vậy không có chịu. Dạ. Ông nói riết phải đưa ông. Dạ. Sao ông mê dữ vậy? Ông mê, ông mê lắm. Mình có buồn không? Ban đầu cũng buồn, biết rồi cũng quen thôi, cài có nhiêu đưa cho rồi để ông lằng nhằng vậy. Nếu mà xét về tư nhân á thì như là ở Việt Nam là chắc không ai qua chú làm cái bộ sưu tập này đâu. Còn nếu mà so sánh với những giống như nhà triển lãm của bên nhà nước á thì chú thấy là có nơi nào mà có cái kho sưu tập hoặc là bộ sưu tập nó phong phú hơn, số lượng nhiều hơn chú không? Không phải đâu. Quân khu bãi á là nói về bom đạn, ảnh là số 1. Bữa đó cũng ảnh lên kiểm tra đó. Đủ thứ. Quân của bãi đủ thứ loại, nghe không? Như mà một cái hay là hai trái, hay một trái thì thôi chứ đâu có dữ vậy. Yeah. Ý vậy đó, mấy anh còn nói, còn của chú thì nó thiếu chứ không có đủ. Nói về bom đạn thì thiếu chứ không có đủ. Yeah. Còn ở quân của bãi thì chân cứ một cái thứ thì nhiều thứ. Yeah. Là đủ loại hết. Yeah. Các bạn, đây là một người đàn ông mà Phú rất là kính nể về cái theo đuổi đam mê. Hiếm có người Việt Nam nào mà dành một cái tình yêu sâu sắc giống như là chú. Chú dành 40 đến 50 năm để hoàn thiện một cái bộ sưu tập mà nó kỳ lạ như thế này. Chú là một nhân vật độc lạ của kênh Độc Lạ Bình Dương nên là con sẽ trao cho chú cái huy hiệu độc lạ ha. Dạ. Kèm với một món quà nhỏ từ kênh Độc Lạ Bình Dương. Dạ, cảm ơn. Con chúc chú là sức khỏe ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúc tạm biệt chú. Dạ. Kính thưa các bạn, trước khi chia tay thì chú chính có tặng cho Phú hai quả nha. Về để làm lọ hoa. Phú tin là bà xã Phú ở nhà rất là thích. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.